Vâng, xin chào mọi người. Thì bữa nay Thận sẽ giới thiệu cho mọi người là một cái mẫu máy cầu Abu mới về. Đó, cái mẫu này, cái mẫu rất là mới luôn nha mọi người. Abu mắc rồ, cái màu máy rất là đẹp luôn nha. Đó, mọi người thấy chưa? Đó, cái mẫu Abu mới về. Thì đợt này mình về hàng Abu cũng khá là nhiều. Mình về thêm được 50 cây Abu rồ mắc nha các bạn. Thì tí xíu nữa mình sẽ cho mọi người xem luôn. Đó. Đây là cái dòng Abu Mắc Rồ. Dòng này mới ra mắt nha mọi người. Thì trước đây đã có về thử một cái lô, thử về được có mấy cái thôi. Về thử hàng nha các bạn. Đó, hiện ok, sau này sẽ về số lượng nhiều đây. Abu Mắc Rồ. Cái màu rất là đẹp luôn nha. Đây. Dòng Abu, nói chung là nghĩ tới dòng Abu là mọi người nghĩ tới hay liên tưởng tới vấn đề bạo lực giùm thần chơi rất là trâu bò nha. Đó, thì trước mắt vô Abu này mình sẽ đi sơ tìm mình cho mọi người, cho những ai chưa biết ha. Thì tiệm của Thận là ở 384 Võ Nguyên Giáp, khóm 10, phường 7 của Trà Vinh nha mọi người. Đó, bên mình lua là chính nha. Bên đây là chỉ cần lua hết từ rẻ tới mắc nha các bạn, từ 100 mấy, 200 mấy cho tới là 7-8 triệu một cần nha. Đó. Còn bên đây á là phần mồi giả. Mồi giả thì lúc này mình về rất là nhiều những loại mồi mới luôn. Thì Thận sẽ làm một clip riêng để giới thiệu cho mọi người từng mẫu mồi. Mồi chẽm nè, mồi lóc nè. Mồi lóc thì có mồi nổi, mồi chìm, mồi lửng nè, nhiều loại lắm nha mọi người. Và kể cả mồi săn lóc bông nữa. Thì mình sẽ dành một clip riêng để quay cái mồi đó cho mọi người xem. À. Lần này mình có về một cái loại hai mẫu lưỡi khá là ok, khá là cứng cáp. Đây. BKK Steam à, mẫu lưỡi BKK chuyên săn hàng nha mọi người. Có size 4 và size 6. Còn đây là lưỡi Nhật Duo International, lưỡi Nhật nha. Lưỡi này là 260 ngàn đó. Còn có lưỡi BKK này là 110 ngàn nha mọi người. Đó, đây là những dòng sản phẩm chuyên săn Hugo đó. Mình sẽ làm một clip riêng cho mọi người xem. Đó, bây giờ mình sẽ quay trở lại với con máy của mình Abu Mắc Rồ. Ok, mình sẽ cho mọi người xem cận cảnh ha. Ok, trước mặt mọi người đang là con Abu Mắc Rồ, Mắc 4 Pro nha mọi người. Đó, tua của nó là 7.1 nha, tay bên trái 7.1. Và đây là con máy của mình. Con máy của mình nha mọi người, Mắc Pro Ebu Brasia. Ebu Brasia một thương hiệu nổi tiếng nha mọi người, thương hiệu đến từ Mỹ à, nhưng mà trên con máy sẽ để Made in China, tại vì đây trên con máy là Made in China nha, tại vì xưởng ở China nha mọi người. Nó cũng giống như Shimano dưới đây qua thôi. Abu Mắc 4 Pro màu rất là đẹp luôn nha. Con này màu sáng nha mọi người. Abu Gracia đây. Đó, bên đây là Thắng. Mọi người muốn tháo spool này ra, mọi người thấy không? Ở bên đây á là nó không có chốt nha. Thường những máy khác, một số dòng Abu sẽ có chốt ở đây. Những máy khác nhỉ, nó sẽ có chốt dưới đây, nhưng con Abu này không có chốt. Mọi người sẽ gậy cái này nè, nè kéo ra à, nghe thấy chưa, kéo ra nha. Kéo ra xong và dặn cái nắp này hướng ngược lên trên đó, đó. Dặn hướng lên trên nha, thì nó sẽ ra. Cái này nó còn mới các bạn, mới quá nên hơi bót tí xíu đó.
bên trong con máy nha mọi người. Đây, Spoon Apple Mac 4 Pro. Khi mình lắp vô thì mọi người nhớ là cũng phải nắm cái chốt này kéo ra nha. Rồi, thả lại. Ok. Thì những dòng Apple từ rẻ tới mắc nha các bạn. Rẻ nhất của dòng Apple là 1 triệu 3, đó là con Apple Van và con Apple Ultra Max. Thì từ dòng rẻ tới dòng mắc luôn, nó đều chống gói rất là tốt. Phải nói là chống gói rất là tốt luôn. Đánh màu nhẹ luôn nha mọi người, đánh màu nhẹ 4-5 gam luôn, nhưng mà mình chỉnh thắng ok là không gói luôn nha. Nhưng chống gói tốt thì thấy hay luôn đó. Quay nó mượt, cảm giác quay rất là nhẹ tay. Nhẹ tay nhất là mình từng đánh đó là con Apple Max 4X. Apple có tay quay màu đỏ nha các bạn. Đó. Và tiếp theo nữa là trâu bò, tức là nó rất là bạo lực. Mình kéo cái nào kéo. Đó. Đây, cái con Apple Max 4X mà mình nói đây. Đó, con này thì quay cực kỳ im luôn. Chống gói cực tốt, cực kỳ im luôn nha mọi người. Apple Max 4X Spoon màu đỏ, tay quay màu đỏ. Con này thì có giá hiện tại là 1.450.000. Con máy Apple Max Pro này, đó, giá hiện tại là 1.999.000 nha các bạn. Apple Max Pro. Đặc biệt con này bạc đạn khá là nhiều nha mọi người. Đây, 7 bạc đạn, 8 bạc đạn nha mọi người. Đó. Thông số đó đây. Rapid body. Đó. Cái lô hàng đợt này mình có về thêm được một cái con Apple dòng cao cấp nha các bạn. Đó, Apple Compact. Tua là 8.1. Đó, Apple Compact dòng cao cấp. Dòng cao cấp thì nó mở hộp như iPhone nha mọi người, chứ mở nắp giống vậy thôi. Đó. Con Apple nào thì nó cũng có cái miếng xốp này trên nè. Đây. Trời ơi. Được tặng thêm một chai dầu nữa này. Con này cực đỉnh luôn mọi người. Đây nè. Đó. Đó, mọi người thấy chưa? Sáng không? Sáng như con Antares TC vậy đó. Đó. Trời ơi. Nhất cái nách luôn nha các bạn. Con này cao cấp nha. Con này thì mình sẽ dành một cái video riêng cho nó. Đó. Trời ơi, nó sáng. Tua 8.1 nha các bạn. Chương trình khoe của đến đây gần hết. Tiếp theo đó là mình có một cái dòng mới về, nữa là một cái con mồi của Nhật, Duo International Onimatsu. Con này nặng lắm nha các bạn. Là Made in Japan nè, thấy không? Mà Duo là mồi Nhật nha. Đây, con này mọi người so với cái bàn tay thật nha. Đó, thì dòng này là dạng như chiên đánh mà dạng như chẻm Hugo hoặc là mú nhồng. Nhồng nha các bạn. Nhưng mà thông dụng nhất là đánh nhồng. Đó. Duo. Cân nặng của nó là 74,5 gram. Thì con này nó thấy gì chứ, nó rẻ tiền lắm mọi người. 40.000. 40k một con. Nhà 40.000 nữa là mới đủ, 40.000 nữa là đủ 1 triệu. Tức là mọi người đưa hai tờ 500 thận thói là cho mọi người 40.000. Nữa, nữa con này giá 960.000 nha. Câu con này mà lỡ mà đứt một cái hay là tát cái đầm. Tát cái đầm và khả năng lưới bắt lại con cá đó nha các bạn. Không để mất nha. Vài bữa thì mình sẽ lấy con này câu thử luôn. Đó, mình lấy con này mình câu chơi luôn chứ. Ở dưới mình đầm cá 1-2 kg không à. 74,5 gram. Phải lấy cây cần và độ cứng H hoặc là XH. Mà hát đánh cũng hơi quải. Rồi, chương trình khoe của đến đây là hết nha.
Mọi người muốn mua máy nào thì cứ liên hệ với số điện thoại Thần để trên màn hình ha, hoặc nhắn tin qua Zalo, Facebook. Kể cả những dòng cao cấp thế này đây thì mình vẫn ship code bình thường nha mọi người. Nhận hàng mở ra kiểm tra, nắn nót đã, cảm thấy thích thì lấy, không thích thì chỉ gửi là Thần, không sao hết nha. Rồi, cảm ơn mọi người.